một trong những mẫu súp hơi 40 rất là nhỏ gọn và tiếng bát, tiếng súp của anh thì cực kỳ uy lực anh em nhé. Súp hơi 40 từ 220 qua 100, lưới Agotic TV-15S mà trước mắt anh em và các bác cũng đang thấy đây. Những lớp sơn sần cát anh em thể nhìn thấy rõ đúng không ạ? Những lớp sơn sần cát quá đẹp, quá nét luôn rồi đúng không ạ? Những lớp sơn này thì như anh em cũng đã biết là nó chống bụi, chống xước, chống nước cực kỳ là tốt. Và đây, em sẽ lấy một cái cây vít này, anh em thử thấy. Cây vít này là bằng sắt luôn anh em nhé, bằng sắt luôn. Và sẽ thử cho anh em. Anh em thấy những lớp sơn nó thế nào? Quá đẳng cấp luôn đúng không ạ? Anh em thấy những cây trọt, những cây vít này. Ok chưa? Không làm xước được cái lớp sơn này. Nên anh em thể thấy được với những cái dòng này, những lớp sơn của nó cực kỳ chất. Và anh em thể nhìn thấy hàng nhập nguyên con lớp sơn này, nó rất là đều, rất là đẹp đúng không ạ? Nó khác hẳn so với những cái hàng gióng, hàng giáp, những hàng này kém chất lượng hơn rất nhiều. Đây là dòng sản phẩm chính hãng. Và ở đây thì em đang sử dụng cái cục đẩy AH450i đang chập brit vào để đánh một quả súp hơi anh em nhé. Về tiếng bát thì nó thu thì nó sẽ hơi khó so với những tiếng phun, nhưng mà về cái cơ bản em đã có rất nhiều những video đã test thử cho anh em thấy cái áp lực và lắp đặt trong phòng karaoke gia đình của nhà anh em, rất nhiều anh em đang sử dụng rồi. Đấy, cực kỳ chất luôn anh em nhé. Ở giữa này thì nó có một cái cắm cọc để anh em có thể sử dụng với các dòng loa phun hoặc loa column để anh em có thể sử dụng đặt những cái cọc chân loa lên và anh em sẽ đặt những dòng loa lên cho anh em là ok. Đấy, ở đây thì AH450i đang đánh chập brit anh em nhé. Nhưng những cái lớp sơn này thì nó quá là đẹp rồi. Đấy, anh em có thể nhìn qua thông số của nó này, TV-15S này, trở kháng 8 ohm này, công suất từ 500 đến 1200W. Thì anh em sử dụng đẩy tối thiểu cho em tầm khoảng 800W trên một cây thì anh em đánh là ok này. Đấy, giải tần sensitivity này từ 104 dB đến 130 dB luôn anh em nhé. Áp lực cực kỳ lớn và nó có thể đánh được xuống sâu tới 30Hz. Ok chưa? Quá sâu rồi. Những dòng lũ súp 40 thì nó chỉ xuống được tầm khoảng 32 đến 35Hz thôi. Con nào hay lắm mới xuống được đến 32 thôi anh em nhé. Nhưng dòng này xuống được tới tận 30Hz thì tiếng bát nó đánh rất là uy lực và xuống sâu. Đấy, made in Chila, tất cả đều hàng nhập nguyên con tại Chila thôi anh em nhé. Anh em để ý cho em. Đấy, những lớp sơn này. Và con này thì nó có một cái tay sách ở một bên anh em nhé. Mỗi bên sẽ sử dụng có một cái tay sách và cái thùng vách của nó rất là cứng cáp, rất là chắc chắn. Như anh em cũng đã biết rồi. Mê nhất là cái lớp sơn anh em nhé. Mê nhất là cái lớp sơn. Đấy. Anh em có thể nghe thấy rõ những cái tiếng mà em đã mài những cái cây trọt, cái vít này vào đúng không ạ? Mà không xảy ra hiện tượng bị xước cái lớp sơn này luôn. Đấy. Anh em thấy những cái hàng chất, hàng xịn sò nó như thế nào rồi đúng không ạ? Và e căng này thì sẽ là e căng dạng vân tổ ong và sẽ e căng sẽ nằm luôn trong thành thùng và ốc sẽ được vít bên ngoài anh em nhá. Một cái thiết kế cực kỳ hiện đại và cực kỳ bắt mắt cho anh em luôn. Mẫu súp 40 nhưng mà cái thiết kế của nó thì rất là vuông vức, nhìn nó rất nhỏ nhắn anh em nhé, rất nhỏ nhắn và cái uy lực của nó thì không ai có thể bàn cãi được rồi. 40 nhưng nó sử dụng đến từ 220 cùng 100 luôn. Đấy, logo lưới Agotic ở giữa và phía dưới anh em nhé. Anh em có thể nhìn thấy. Đấy, rất là chắc chắn. Ở dưới thì đây là một con súp 40 thì hiện tại em đang để mua bên ngoài thì anh em có thể thấy được là con này thì nó có thể bắt được bánh xe anh em nhé, nó có thể bắt được bánh xe. Thì anh em đi những cái sâu mili nho nhỏ ấy, kéo kéo anh em thì sử dụng một cặp hoặc một chiếc thì anh em có thể sử dụng với các chân chống loa, anh em thể sử dụng bắt và có thể sử dụng bánh xe này để di chuyển những cái chiếc súp này, nó sẽ dễ dàng hơn anh em nhé. Và có thể cắm cọc này để các dòng loa phun hay là loa column lên. Đấy, bình thường thì anh em sử dụng trong gia đình thì ở dưới này nó cũng đã có một cái đế rồi anh em nhé. Đây, dưới này nó cũng đã có một cái đế rồi. Đấy, đây bốn cái đế bằng cao su. Đấy, ok chưa? Và bốn cái vít. Ở đây thì anh em có thể tháo cái vít này ra để mà lắp những bánh xe thì anh em tháo vít, tháo cái chân cao su ra anh em nhé. Tháo tiếp bốn cái vít, bốn góc này ra và anh em bắt bánh xe vào để anh em thể di chuyển, nó rất là dễ. Đấy, như những chiếc súp này. Đấy, bên em đang để ngoài và cũng phải tháo ốc ra và bắt bánh xe vào để cho nó được di chuyển, nó sẽ dễ hơn anh em nhé. Lớp sơn này anh em nhìn thấy quá đẹp, quá chất luôn rồi đúng không ạ? Đấy, thì chiếc súp 40 này và bên em ngoài ra còn chiếc súp 50 như TV-18S cũng là lớp sơn sần cát là bát 50 anh em nhé, từ 220 100. Thì mẫu 40 này giá hiện tại là 6,5 triệu thì bên em sẽ chưa gồm phí ship anh em nhé. Giá trên là giá lấy tại cửa hàng và chưa gồm phí ship.
Đấy, những dòng này thì quá là ổn áp cho anh em rồi. Đã giới thiệu với anh em qua trên kênh rất nhiều rồi đúng không ạ? Anh em có nhu cầu mua hàng thì hãy nhớ liên hệ với số điện thoại dưới màn hình em nhá. Dòng này đánh thì cực chất rồi. Anh em đánh gia đình, phòng rộng tầm khoảng 30-40 m². Anh em chỉ cần sử dụng một quả ấy thôi. Đánh với một cặp 30 thì cực kỳ ổn áp cho anh em rồi. Ok, chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các clip lần sau anh em nhá. Súp hơi 40, lưới TV kép 15m, từ 220 cộng 100. Giá chỉ có 6,5 triệu thôi anh em nhá.